Em Tuấn lại có mặt ở tại trung tâm Phú Giáo, dẫn khách đến xe mặt em Ford 4000 có mặt, có số mặt cầu Hino 5 tấn. Đầu Ford cái em này đời T6 các bác nhé. À, đời 6. Vỏ thì à, vỏ cái của nó bao nhiêu à, em? 18, 13, 9, 2, 36. 12936. Rồi, mọc rất vừa. Không dài không rộng bình thường, tầm trung. Để các bác thẩm âm có vào tầm mắt của các thiếu gia hay không thì câu trả lời chưa được biết. Nhưng trước mắt thì chúng ta cứ xem. Người bán là có người mua. Đấy. Của cung, của cầu. Ừ. Rồi, để thử. Lê Tuấn đi thường thường thì có cả kỹ thuật này. Có chú em là anh của Gara Tâm. Em cũng xin chào cả nhà. À, lời đầu tiên xin chúc tất cả nhà chúng ta mạnh khỏe, cùng tất cả anh em máy cày trên mặt miền Tổ quốc tình yêu của Lê Tuấn. Một lời chúc sức khỏe đầu tuần thứ hai vào giữa tháng 11 âm lịch. Ủa? À, tháng 11 dương lịch. À, cũng không còn bao nhiêu nữa cả. Hôm nay là 19. Hôm nay hình như là ngày 20. Là cái ngày mà quốc tế phụ nữ. Và Lê Tuấn đi đầu thấy bông biết nhiều lắm. Nếu bác nào có bồ thì mua tăng bồ. Vậy nhá. Ngày 20 tháng 1 là ngày huấn chương các nhà giáo. Và xe mọt này đúng 2 mét các bác nhé, số mọt luôn, chữ A rất đẹp, chiều ngang 2 mét, chiều dài 3m8, đấy, cao 1m2, rất đẹp. Cho các bác nào đang tầm phân khúc cần những cái mọt như này, tàu Hino 5 tấn, 2 tibien, sắc thì mới làm lại nhưng rất đẹp, tuy rằng không sơn nhưng các bác yên tâm, đấy. Hai bánh xạo mòn nhưng mà tiền nào của nấy. Hôm nay tiếp tục Lê Tuấn dẫn khách, dù mua được hay không mua được nhưng các bác theo dõi kênh của em thì em vẫn phải báo giá cho các bác. Các bác nhá, xe này là 120 triệu, còn thương lượng đó nhá. Đó, 120 triệu còn thương lượng. Tất cả dàn taxi đèn dàn đầy đủ. Đấy. Hai vỏ sau mòn nhưng mà vẫn còn đi tạm được các bác nhé. Đấy. Ford 4000 đời T6, đời rất cao. Cao 1m2, rộng 2m, lọt lòng.
dài 38. Đấy. Em vẫn báo giá cho các bác để các bác thẩm âm. Lọt vào mắt xanh của bác Na thì các bác hãy điện thoại cho em 0394 326 198. Đó, em đã là người dẫn các bác đến để chúng ta đúng vào tầm phân khúc. Đấy, thì các bác cứ ok, không ngần ngại, tiền nào của nấy. Đây. Nói về mọc ở đây thì mọc Tây Ninh nó khác với mọc ở Phú Giáo ở hai đẳng cấp. Rồi em cứ về đi nhé, cứ về đi. Rồi đâu có đi đấy, cứ về đi, em cứ về làm việc của em, có gì anh mà có gì đâu. Em tên gì nhỉ? Cái chỗ em làm ấy là ngã tư gì đấy? Ngã tư Hùng Cường. Rồi trung tâm hành chính đi vào phải không? Rồi ngã tư Hùng Cường, ga công ty đang lên em. Đổ đá là phải đưa xuống, đúng rồi. Trung ơi, em đừng dê nha, dính như đường dây điện. Em đừng dê mà chỉ chạy lên. Em đừng dê mà chạy lên. À, có qua cái giờ ngày dây đó. Xe này có mùi luôn nhé, mùi rất đẹp các bác. Có trợ lực tay lái. Các bác ngắm ông chủ này chưa? Các bác nhìn kỹ nhé. Ông chủ này cách đây tháng trước có bán, nhờ Lê Tuấn bán một chiếc xe 4.600 đấy các bác. Bây giờ lại nhờ Lê Tuấn tiếp tục tìm một cái xe 4.000. Rồi, và trong một thời gian coi và test thử chạy trước chạy sau và ti ben các bác nhé, chiếc xe 4.000 có số rất đầy đủ đây các bác này. Đó, em cũng mong các bác, nào mà mua được thì em cũng mừng, đúng không ạ? Đấy, người ta thiết bán đây, hai chủ đang nói chuyện giá cả đó, thì bây giờ để cho hai bên nói chuyện thì em cũng xin dừng tại đây. Xin chúc cả nhà một chút sức khỏe và hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.